Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết. Và trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin cảnh báo dông, tố, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ tại tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy rằng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ của tỉnh Lai Châu. Cảnh báo khả năng xuất hiện trong những giờ tới thì vùng mây đối lưu này tiếp tục phát triển và mở rộng, gây ra mưa rào và dông rải rác cho các huyện Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, thành phố Lai Châu, Tam Đường, Tân Uyên và Than Uyên. Trong mưa dông cần đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét, mưa đá cấp độ 1. Chuyển sang phần dự báo chi tiết. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây, có mưa rào và dông rải rác, trong ngày nắng gián đoạn. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 đến 33 độ. Khu vực vùng núi cao từ 17 đến 23 độ. Độ ẩm dao động 65 đến 95%. Cụ thể như sau. Tại khu vực thành phố Lai Châu, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20 đến 27 độ. Độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 75 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Sìn Hồ có nhiệt độ dự báo nằm trong khoảng từ 18 đến 23 độ, độ ẩm 80 đến 95%. Dự báo tại khu vực huyện Than Uyên có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Đến với khu vực huyện Nậm Nhùn có nhiệt độ nằm trong khoảng từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Tam Đường dự báo nhiệt độ nằm trong khoảng từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 22 đến 30 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới Phong Thổ với nhiệt độ nằm trong khoảng từ 23 đến 33 độ, độ ẩm 65 đến 95%. Trên đây là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý trên địa bàn của tỉnh Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt quý vị.